Thử kiến thức của bạn về các vòng chung kết Euro. 26 câu hỏi trắc nghiệm về Euro từ dễ đến khó. Mỗi câu hỏi sẽ có 3 đáp án và 10 giây suy nghĩ. Bắt đầu nào! Quốc gia nào đăng cai Euro 2024? Đáp án đúng là Đức. Có bao nhiêu đội tuyển tham dự Euro 2024? Đáp án đúng là B, có tất cả 24 đội tuyển. Euro 2024 là lần tổ chức thứ bao nhiêu trong lịch sử giải đấu? Euro 2024 là lần tổ chức thứ 17 trong lịch sử giải đấu. Quốc gia nào là tân binh tại Euro 2024? Đáp án là B, Georgia. Có bao nhiêu sân vận động sẽ được sử dụng tại Euro 2024? Có 10 sân vận động tại Euro 2024. Sân vận động nào sẽ diễn ra trận đấu khai mạc của Euro 2024? Sân vận động Allianz Arena tại thành phố Munich sẽ diễn ra trận đấu khai mạc giữa Đức và Scotland. Trận đấu khai mạc của Euro 2024 sẽ diễn ra vào ngày nào? Trận đấu khai mạc sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 6. Tổng cộng có bao nhiêu trận đấu tại Euro 2024? Đáp án là A, 51 trận đấu. Thành phố nào sẽ diễn ra trận chung kết Euro 2024? Thủ đô Berlin sẽ là nơi diễn ra trận chung kết Euro 2024. Đội tuyển nào đã giành chức vô địch Euro 2020? Đội tuyển Ý đã giành chức vô địch Euro 2020 sau khi đánh bại đội tuyển Anh trên loạt sút luân lưu. Cầu thủ nào giành danh hiệu vô phá lưới tại Euro 2020? Cristiano Ronaldo giành danh hiệu vô phá lưới tại Euro 2020 với 5 bàn thắng. Đội tuyển Bồ Đào Nha đã đánh bại đội tuyển nào để lên ngôi vô địch Euro 2016? Đáp án là B. Bồ Đào Nha đã đánh bại chủ nhà Pháp 1-0 để lên ngôi vô địch Euro 2016. Cầu thủ trẻ nhất tham dự một trận chung kết Euro trong lịch sử. Đáp án đúng là Renato Sanchez, anh tham dự trận chung kết Euro 2016 khi đạt 18 tuổi, 327 ngày. Ai là đội trưởng của tuyển Tây Ban Nha tại kỳ Euro 2008? Đáp án đúng là B, thủ thành Iker Casillas. Đội tuyển Hy Lạp đã giành chức vô địch Euro vào năm nào?
Đáp án đúng là B. Hy Lạp đã đánh bại chủ nhà Bồ Đào Nha 1-0 ở trận chung kết Euro 2004. Ai là người ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử các vòng chung kết Euro? Câu trả lời là Cristiano Ronaldo. Anh đã ghi được tổng cộng 14 bàn thắng tại các vòng chung kết Euro. Quốc gia nào tham dự nhiều kỳ Euro nhất trong lịch sử? Đáp án là Đức. Tính cả Euro 2024, Đức có 14 lần tham dự giải đấu. Quốc gia nào vô địch nhiều nhất trong lịch sử các kỳ Euro? Đáp án đúng là Đức và Tây Ban Nha với cùng 3 chức vô địch. Có bao nhiêu bảng đấu tại vòng chung kết Euro 2012? Đáp án là A, 4 bảng đấu. Kể từ Euro 2016, vòng chung kết được mở rộng ra 24 đội tham dự với 6 bảng đấu. Quốc gia nào đăng cai vòng chung kết Euro đầu tiên trong lịch sử vào năm 1960? Đáp án là B, Pháp. Đan Mạch đã đánh bại đội tuyển nào để lên ngôi tại Euro 1992? Đáp án đúng là B. Đan Mạch đã đánh bại Đức 2-0 để vô địch Euro 1992. Đội tuyển Ý đã bao nhiêu lần vô địch Euro? Đáp án B, đội tuyển Ý đã 2 lần vô địch Euro vào các năm 1968 và 2020. Cầu thủ nào đã ghi bàn mở tỷ số trong trận chung kết Euro 2012? Đáp án là A, David Silva đã mở tỷ số trong chiến thắng 4-0 của Tây Ban Nha trước Ý trong trận chung kết Euro 2012. Quốc gia nào đồng đăng cai Euro 2000? Đáp án là B, Bỉ và Hà Lan. Tên của chiếc cúp vô địch Euro được đặt theo tên của ai? Đáp án là B. Henry Zelonay là người đã đề xuất về ý tưởng của giải đấu này. Ai là huấn luyện viên của đội tuyển Pháp tại Euro 2000? Đáp án đúng là B. Đăng ký kênh để xem thêm nhiều câu đố thú vị bạn nhé!